Quý vị đang xem chương trình thời sự nóng nhất, mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Đụng độ dữ dội, Hải quân của Pháp đâm bẹp một tàu Trung Quốc ở Biển Đông. Thưa quý vị, theo tờ báo Hoa Nam của Trung Quốc cho biết, Hải quân của Pháp đã điều động tàu chiến hiện đại bậc nhất của thế giới, mang theo tên lửa dẫn đường tiến vào Biển Đông để đi qua eo biển Đài Loan, trong bối cảnh Biển Đông đang hết sức cẩn thận. Nhận được tin mật báo, ngay lập tức phía Trung Quốc đã điều rất nhiều tàu chiến cùng 3 nhóm tàu hộ tống bí mật theo dõi con tàu chiến của Pháp nói trên khi phát hiện chính xác con tàu chiến của Pháp tên là Charlie đi qua eo biển của Đài Loan để tiến vào Biển Đông. Ngay lập tức, Trung Quốc đã phát đi thông báo lớn tiếng phản đối sự hiện diện của tàu chiến Pháp Charlie. Song theo tiết lộ của một vị chỉ huy hải quân của Pháp cho biết, tàu chiến hiện đại bậc nhất thế giới Charlie của chúng tôi chỉ đang thực hiện hoạt động đi lại thường xuyên trong khu vực Biển Đông nhằm đảm bảo các quy định hàng hải quốc tế được thực thi đầy đủ theo đúng luật pháp quốc tế. Được biết, tàu chiến của Pháp vẫn thực thi đi qua eo biển Đài Loan để tiến vào Biển Đông. Ngay lập tức, các tàu của Trung Quốc đã tăng tốc bẻ lái, lao vút đi song song với tàu chiến của Pháp. Thậm chí có lúc còn tăng tốc vượt mặt để cắt ngang con tàu của Pháp, theo miêu tả của vị chỉ huy hải quân của Pháp trên con tàu Charlie Paul cho biết. Lúc đó, chúng tôi đã thấy những nhóm tàu của Trung Quốc rất hung dữ. Chúng đã bất chấp nguy hiểm lao cắt mặt con tàu chiến của chúng tôi, buộc chúng tôi phải phát đi cảnh báo nguy hiểm. Nhưng dường như nhóm tàu của phía Trung Quốc nhất quyết xua đuổi tàu của chúng tôi, buộc tàu Pháp phải đưa ra phương án cứng rắn, đó là cho thủy thủ đoàn tăng tốc đâm chính diện một con tàu của Trung Quốc để cảnh báo cú đâm làm bẹp thân tàu của Bắc Kinh. Ngay lập tức, nhóm tàu của Trung Quốc đã bật vòi rồng và phun lên con tàu Charlie của chúng tôi. Tuy nhiên, sau một cuộc đụng độ dữ dội thì nhóm tàu của phía Trung Quốc đã bất lực và bỏ cuộc rời khỏi vị trí để cho con tàu Charlie của chúng tôi đi vào Biển Đông. Thưa quý vị, theo hãng Reuters cho biết Pháp là đồng minh của Mỹ và vẫn sẽ là như vậy. Nhận thấy Biển Đông trong thời gian vừa qua hết sức căng thẳng, nguyên nhân chính là do phía Trung Quốc gây ra, Pháp chỉ trích rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình đã quá tham lam khi muốn thôn tính Biển Đông, muốn thực hiện mưu đồ độc chiếm 90% diện tích của Biển Đông. Pháp chỉ ra rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình đã ngang nhiên tự lập, tự vẽ ra và tự thừa nhận bản đồ đường lưỡi bò. Con đường lưỡi bò này chiếm trọn gần 90% diện tích của Biển Đông và trên thế giới không một ai, không một nước nào thừa nhận cái bản đồ đường lưỡi bò của phía Trung Quốc bởi vì nó cực kỳ vô lý mà phía Trung Quốc tự vẽ ra. Ngoài ra, trong thời gian dài vừa qua, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã cho một nhóm tàu hung dữ tiến vào Biển Đông để xâm phạm đến vùng đặc quyền kinh tế của các nước Đông Nam Á, trong đó có vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, Malaysia, Brunei, để thực hiện những yêu sách vô lý và vô căn cứ ở ngoài Biển Đông. Vì vậy, chúng tôi là đồng minh của Mỹ, chúng tôi có sứ mệnh cao cả, đó là bảo vệ và giữ gìn hòa bình ở Biển Đông. Việc hải quân của chúng tôi có sự hiện diện ở Biển Đông để khẳng định rằng Pháp luôn coi trọng hòa bình và bảo vệ hòa bình. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, Bộ Quốc phòng và Hải quân của Pháp đã yêu cầu phía Trung Quốc nên tuân thủ các luật pháp của quốc tế, nên tôn trọng các nước trong khu vực và tôn trọng phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế, đặc biệt là yêu cầu phía Trung Quốc thực hiện đúng các công ước về luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Nếu không, Trung Quốc sẽ nhận được một kết cục không mấy tốt đẹp. Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Mỹ cho biết, Pháp không có chủ quyền ở Biển Đông, nhưng họ có quyền cho tàu thuyền đi lại qua vùng Biển Đông một cách tự do, vì Biển Đông là của chung thế giới, chứ không phải của riêng Trung Quốc. Việc nhóm tàu của Trung Quốc vô cớ xông ra hăm dọa tàu chiến của Pháp là không thể chấp nhận được. Tờ báo New York Times của Mỹ còn nhấn mạnh rằng Trung Quốc có thể bắt nạt và không bị phản ứng với các nước nhỏ, còn khi động vào các nước lớn trên thế giới như Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc thì Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm ở ngoài Biển Đông ngay tức khắc. Thưa quý vị, có một cái tin rất hay do tờ báo France Post của Pháp cho biết Trung Quốc đã dùng tiền, dùng kinh tế để mua chuộc Pháp, nhưng Bắc Kinh vẫn không thể ngăn Pháp hành động trên Biển Đông.
Tờ báo trích dẫn bằng việc ký kết hàng loạt các hợp đồng kinh tế, nhưng Trung Quốc vẫn khó lòng ngăn cản được Pháp có những hành động ngăn chặn Bắc Kinh bành trướng ở Biển Đông. Thưa quý vị, theo tờ báo Hoa Nam buổi sáng ngày hôm qua cho biết, trong những chuyến thăm gần đây tới Thượng Hải và Bắc Kinh, nhằm giúp các tập đoàn kinh tế của Pháp ký kết hàng loạt các thỏa thuận thương mại với cả phía Trung Quốc, Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp đã thận trọng, không công khai chỉ trích hành động bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Do đó, không ngạc nhiên khi trong tuyên bố sau cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron và Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình vào tuần qua, Pháp không hề đề cập tới tình hình trên Biển Đông. Đó là một điều cực kỳ khôn ngoan của người Pháp. Đáng nói trước đó, Trung Quốc đã có tuyên bố cảnh báo Tổng thống Pháp không nên động chạm tới vấn đề Biển Đông. Cụ thể, Phó Giám đốc phụ trách các vấn đề châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, ông Zhu Jin đã nhấn mạnh Pháp không nên đóng vai trò quấy rối ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, cũng như không điều động tàu chiến tiến vào vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Lâu nay, Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền phần lớn diện tích trên Biển Đông thông qua cái gọi là đường chín đoạn. Thậm chí trong những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng cải tạo, xây dựng các hòn đảo nhân tạo phi pháp ở ngoài Biển Đông và tiến hành quân sự hóa trái phép các thực thể này để bảo vệ những tuyên bố chủ quyền vô lý đó. Trên thực tế, những năm gần đây, Pháp đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích hành động bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông, thậm chí Pháp còn tham gia cuộc chơi của phía đông kênh đảo Suez nhằm kiềm chế Trung Quốc mở rộng tầm ảnh hưởng tương tự như chiến lược ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương của Mỹ. Cụ thể, Hải quân của Pháp điều động rất nhiều chiến hạm và tàu chiến tiến vào Biển Đông, trung bình từ 5 đến 10 lần trên một năm. Và mỗi lần đi vào Biển Đông, các tàu chiến bằng tên lửa dẫn đường của Pháp đã đi qua eo biển Đài Loan. Và mỗi lần đi qua eo biển Đài Loan, phía Trung Quốc đã lớn tiếng phản ánh và phản đối kịch liệt những hành động của tàu chiến Pháp. Song Pháp khẳng định các tàu thuyền của nước này chỉ hoạt động đi lại thường xuyên trong khu vực theo đúng luật pháp quốc tế. Đối với giới chức Pháp, sự hiện diện của hải quân nước này ở khu vực biển Ả Rập cho tới vành đai Thái Bình Dương và nhằm duy trì hoạt động tại vùng biển mở, đảm bảo tự do hàng hải và tôn trọng luật pháp quốc tế. Thưa quý vị, theo tờ báo France Post của Pháp cho biết, trong một văn bản chính thức có tên là Pháp và an ninh ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, Bộ trưởng của Pháp, ông Franicker, đã nhấn mạnh rằng Ấn Độ và Thái Bình Dương hiện là khu vực căng thẳng xuất phát từ hành động thách thức của một số quốc gia liên quan tới Công ước về Luật Biển và Công ước của Liên Hợp Quốc. Và ông chỉ ra rằng đích danh nước mà gây ra căng thẳng đó chính là Trung Quốc. Văn bản còn viết tại Biển Đông, hoạt động cải tạo quy mô lớn và quân sự hóa trên các thực thể đang xảy ra tranh chấp chủ quyền đã và đang làm thay đổi hiện trạng ở khu vực, cũng như làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông trong suốt thời gian vừa qua. Thậm chí, Pháp còn chỉ đích danh tham vọng độc chiếm và bành trướng quân sự của Trung Quốc ngoài Biển Đông. Cụ thể, trong phiên điều trần trước Hạ viện của Pháp hồi tháng 9 vừa rồi, Tham mưu trưởng Hải quân của Pháp Đô đốc Admiral Pierre Vandier cho biết tham vọng của Trung Quốc là mở rộng địa bàn hoạt động tới Ấn Độ Dương. Cũng theo ông Admiral Pierre Vandier, thì những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông là vi phạm luật pháp hàng hải quốc tế và các phán quyết của Tòa án Trọng tài của Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, Pháp còn liên minh với cả Mỹ để thách thức tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Trong đó, Pháp đã cho nối lại sự kiện đối thoại an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với cả Mỹ. Sự kiện này liên quan tới việc tàu sân bay Charlie của Pháp được điều động tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong những tháng vừa qua. Ngoài ra, Washington và Paris cũng đã nhấn mạnh mối quan tâm xây dựng một mạng lưới liên minh và đối tác chiến lược toàn diện nhằm duy trì ổn định an ninh trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Và vừa qua, Đô đốc Hải quân của Pháp còn đề xuất một chương trình đó là tuần tra chung trên vùng Biển Đông cùng với Hải quân của Pháp và Australia. Theo chiến hạm của Australia có thể tham gia hộ tống tàu sân bay của Pháp trong quá trình tàu chiến của Pháp hoạt động tại khu vực. Được biết, Pháp, Mỹ và Australia là ba đồng minh thân cận và luôn điều tàu chiến cũng như tàu khu trục tiến vào Biển Đông để dàn mặt Trung Quốc cũng như răn đe Trung Quốc và gửi cho Trung Quốc một thông điệp rằng Trung Quốc nên dừng ngay những hành động bành trướng, ngỗ ngược, ngang ngược và vô lý ngoài Biển Đông đi. Nếu không, liên minh Pháp, Mỹ và Australia sẽ đánh cho Trung Quốc tan tành, nhấn chìm các tàu Trung Quốc ở ngoài Biển Đông và trả lại cho tuyến hàng hải Biển Đông một cách tự do và mở cửa.
Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, vào hồi tháng 9 vừa qua, tàu sân bay Charlie của Pháp đã có cuộc huấn luyện cùng với tàu chiến của Nhật Bản, Australia và Mỹ. Sau đó, tàu sân bay Charlie của Pháp đã tiến hành cuộc tập trận chung chống ngầm và bắn đạn thật với hải quân của Ấn Độ. Trong đợt diễn tập thường xuyên tại Biển Đông, chiến hạm của Pháp đã hoàn thành sứ mệnh cao cả ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương với cả phía Singapore. Thưa quý vị, một điều rất đáng mừng đó là trong suốt thời gian vừa qua, Trung Quốc bành trướng ngang ngược ngoài Biển Đông đã bị các nước lớn trên thế giới như Mỹ, Nga, Ấn Độ, Australia và Liên minh châu Âu, Anh, thì bây giờ có cả Pháp cũng đã điều tàu chiến vào Biển Đông, vì Pháp là đồng minh của Mỹ, Nhật Bản, Australia. Theo các nhà quan sát cho biết, phía Trung Quốc đã rất tức giận khi thấy tàu chiến của Pháp đi qua eo biển Đài Loan và tiến vào Biển Đông. Chắc chắn trong thời gian tới, chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ có những phản ứng gay gắt, cũng như có những hành động đáp trả kịch liệt với cả hải quân của Pháp. Các diễn biến liên quan tới Biển Đông chúng tôi sẽ thu thập và gửi cho quý vị vào các bản tin tiếp theo. Còn chương trình hôm nay chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông báo để theo dõi những tin tức mới nhất được chúng tôi cập nhật hàng ngày. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.